Rồi, chào bạn. Rồi, chào anh. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. À, lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Em xin gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời ơi. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành. Em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989. Sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơn quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ bạn thường thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả? Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ, hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. Vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ. Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu em. Dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy 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 á, phải không? Dạ đúng rồi chị. Một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy 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 giùm em nha. Dạ kiểm tra coi sao. Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy. À. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn man ạ. Có ai nói em ấy ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói đó. Nhưng mà trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn man? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy dạ, là thì... đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ không, thứ anh kho ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn, nhưng mà đến khi mà em khó chịu mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ đôi lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi sao em nói thiện nghe. Thiện thì cũng thiện lắm mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sao thấy ghê quá vậy. Rồi cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được mà mấy chai? Chắc cỡ 5-6 chai vậy thôi chị. Thiệt không? Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu đồ thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình vẫn giận á, mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử bây giờ em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử coi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai tí sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra. Giờ cái con vòng cổ đó mà đội của em đã được vô vòng tứ kết đó anh. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phú khăn trắng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu ta nguyện là mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng.
Ủa nó nghe nè, sao chữ Hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ chữ Hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 22 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kế tại thi ba tỉnh đó chị. Là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề và em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó. Vậy hả? Dạ. Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nó chuyển quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi, được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ bình thường vậy. Nói chung cũng có anh kia cũng hít đất tới 30 cái mà anh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành. Không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào dạ. Nha. Anh chào. Ồ, anh chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường nữa, men bình thường. Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không, em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Nhưng mà mời về cái khoảng là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à chứ không có được thành công. Trời, không kỳ không? Vậy ai mà cô gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu, tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nườm nượp dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị, em sống hơi phi thực tế chút xíu, em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị, nhưng mà đến giờ vẫn cần tôi xếp vô cái là độc thân bền vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây ha. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi. Chắc chắn. Không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Chắc chắn là không ấy ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Vậy nãy giờ anh nói lo được hết á, lo cho vợ, lo cho con được luôn anh nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Rồi dáng dốc sao rồi, cao dạ, thì thấp bạn á cao một xíu khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em nhớ 61 à lên rồi. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Tí quên. Em đi, cao đi giày chứ dạ, quên. Em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì không đâu, qua bắt ghế thôi em không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Có điều gì dạ. Không thích nữa người con trai? Ứng keo kiệt quá. Gia không. Trưởng. Bạn mới đi thoáng. À, không keo kiệt, không gia trưởng đâu em ơi. Dạ với lại bạn đó phải lãng mạn với ga lăng tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với một tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó, nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn cái gì nữa không? Mưa anh? Mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. À. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Dạ. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì cô rất mừng. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô.
Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chị. Và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi cảm ơn chị. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh dạ. Có món quà tặng em. Dạ em chào anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Thì anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai dạ. Vậy em tặng anh. Rồi cảm ơn anh. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu vậy em mến. À, cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu được chơi xuống dưới thì em thấy cũng không mấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh ấy em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái máu đó rồi, cái máu có nghệ thuật trong người rồi đó, nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy á, em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tươi dưới bức tường cái em không có thấy được. Thì anh hít lại cho em coi được không? Đó rồi. Okay. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thấy không? Khuyến mãi luôn thấy chưa? Tặng em cặp luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì á. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn, cho cổ thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một cái dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn đó. Nói chung là ví dụ như một cái trái tim đó, đó. Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ rồi. Em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng, nó đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thân mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, làm vợ anh nhé. Tức là giờ em hơi bị đau hồng, thế em không lên được con cảm xúc mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình, lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé. Được, cố gắng lắm rồi. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà anh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng là câu cuối lấy, thôi. Lấy bắt hơi cái tâm thấp xuống, làm vợ anh nhé để cho người ta. Trước câu, quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất có. Đúng, anh luôn luôn thông cảm với em, tại em không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi, hiểu không? Rồi cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc.
Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé, rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Nó lại vậy đó. Thôi nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Cô bấm cái gì nữa? Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm mà bấm. Sợ bấm không đúng hả? Con xin phép các bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. Con xin phép gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Bây giờ anh nói, anh giới thiệu to rõ ràng về họ tên, ngày tháng năm sinh, điểm mạnh, điểm yếu, công việc, nghề nghiệp hiện tại và đang ở đâu nhá. Những thông tin cơ bản về bản thân của mình để làm quen trước đã. Rồi anh tự chủ động giới thiệu nhá. Dạ mà cho hỏi chương trình này mình có đóng phí gì không anh? Không đóng phí gì anh ạ. Dạ. Nhưng mà chương trình này phát sóng trên truyền hình. Phát sóng truyền hình ạ. Ví dụ mà mình đạt được thì chừng nào mới lên sóng nhận? Cái đấy là còn phải đang làm nội dung với anh để tìm cái người phù hợp với anh. Dạ, bây dạ. giờ chưa biết gì, không thể biết được là ngày bao nhiêu mới tìm được cái người phù hợp với anh, đúng không? Dạ. Rồi anh giới thiệu đi ạ. Dạ, mình tên là Đỗ Anh Hùng. Tiếp đi anh, thông tin cơ bản. Đỗ Anh Hùng, thông tin cơ bản là mình đang bán trang trí nội thất nè. Trang trí nội thất. Anh xin, anh Hùng xin bao nhiêu và hiện tại đang ở đâu? Anh chủ động chia sẻ đi anh. À, mình thì sinh năm 1973. Theo giấy tuổi là 50 tuổi. Rồi, bán đồ trang trí nội thất ở tại đâu? Ở tại Ngã 7. Ngã 7 đâu anh? Ngã 7 Phụng Hiệp, Hậu Giang anh. Dạ rồi. Tiếp theo anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Cái điểm yếu là hơi nhát chút. Rồi điểm mạnh. Điểm mạnh đó là ca vọng cổ được anh. Ồ được. Vâng, thế vậy anh làm một câu vọng cổ đi anh. Thể hiện luôn. Cổ ạ. Rồi. Bây giờ này để ca gửi chương trình qua bài gì đi ta? Vâng, ca ok xíu tại đang quay hình luôn á. Dạ, yeah, đang quay hình luôn hả? Vâng, cái này sẽ gửi cho bên đài truyền hình để người ta xem là có chọn được nhân vật này hay không. Dạ. Yeah. Rồi nhá, anh ca nhá. Bây giờ bữa nay cái giọng khen ca có dở không vấn đề gì đâu anh ơi, yêu văn nghệ là được rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Bắt đầu đi anh ơi. Bắt đầu phải không? Và nó kiếm cái bài gì cơ? Tranh thủ đi anh ơi, còn nhiều người khác đang đợi lắm anh ơi. Dạ dạ, bây giờ thì em sẽ ca một câu vọng cổ. Rồi. Câu gì tôi quên người ta, tự nhiên nó đang quên. Thì đang hơi gung lắm em, thông cảm giùm em nghe. Cái chợ đó có hồi nào già được bao nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Coi nhiêu đó được anh ơi. Rồi ok, thì từ trước giờ là tình trường của anh như thế nào, anh đã kết hôn chưa? Có kết hôn rồi mà cũng đổ vỡ rồi anh ơi. Rồi sợ hai vợ chồng sống với nhau được bao nhiêu lâu, đổ vỡ rồi. Sống với nhau được bao lâu? Sống cũng được mười mấy năm anh. Mười tám, mười chín năm.
Rồi có mấy mặt con? Được hai con, mà giờ hai con nó cũng có đứa thì đang học, còn đứa thì cũng có gia đình rồi. À, tại sao hai vợ chồng sống 18, 19 năm mà lại tan vỡ? À, đó là cũng do duyên nợ này nọ hết anh. Rồi thành ra thì mình cũng không có nói gì hơn. Mình chỉ là cũng mình nghĩ là do số phận thôi. Bây giờ nếu mà nói nhưng mà tại vì lên với bạn muốn hẹn hò thì người ta muốn hỏi cái lý do đó, không phải là khơi lại quá khứ mà muốn tìm ra cái lý do đấy để mà tìm cái cô gái không có cái đặc điểm đó để anh đến một cuộc hôn nhân tiếp theo nó không bị mắc lại lặp lại nhá. Dạ, cũng thì cái lý là, do mà tan vỡ là gì? Là cũng mua bán nè, là tiền bạc á. Thì cứ bỏ túi và chi lọn về bên gia đình không á anh? Cô ấy chi lọn về cho gia đình hả? Đúng rồi. Chi lọn về gửi về gia đình á. Ờ, thế xong anh phát hiện ra thì anh hành động như nào? Nói chung là bắt là hiện ra thì nói ngay thì chỉ nói vậy thôi mà nói bây giờ nếu mà trường hợp bây giờ nếu mà gia đình mà là tiền ông tiền bà này nọ thì tôi là thì bây giờ chia tay nó tốt hơn chứ bây giờ sống mà nó không có tập trung vào cái cuộc sống gia đình anh. Rồi nhưng mà có một cái vấn đề đây là khi mà chị cần tiền gửi về phụ giúp cho gia đình á thì anh không san sẻ với chị à? À, không mà cái đôi lúc đó thì nói chung bệnh hoạn này nọ đồ mình tiền bạc thì cứ để trong nhà đó à, chứ mình không có bỏ túi riêng cũng như trong hộp tủ này hộp tủ gì đó. Vâng, nhưng mà kiểu là khi mà chị cần tiền để cho gửi về cho gia đình nhà bên ngoại á thì chị có chia sẻ với anh không? Không không anh. Có nghĩa là không chia sẻ với anh xong rồi tự ý lấy tiền trong gửi nhà ngoại hả? Ờ đúng rồi, lấy tiền này nọ rồi cho vay này nọ vậy đó, rồi đằng này cũng không biết các anh. Rồi, ok. Vậy anh kết thúc rồi thì kết thúc được khoảng bao nhiêu lâu rồi? Kết thúc này thì cũng là 3 năm mấy rồi anh. 3 năm, anh có đi tìm hiểu thêm mối quan hệ khác gì không? Nói chung là cũng tìm hiểu lắm nhưng mà sợ người ta đến rồi người ta tiếp tục như vậy nữa, quay móc đồng tiền á. Thì thành ra là mình cũng không có muốn, thì mấy nay thì thấy chương trình thì cũng hay quá. Rồi. Ừ, mạnh dạng này nọ đồ lên nói chuyện đồ để mà trao đổi tình cảm anh. Vâng, thế hai đứa con ấy thì một đứa đang đi học, một đứa thì có gia đình rồi, đứa đi học đó có đang ở với anh không hay ở với ai? Đứa đang đi học thì hiện nay thì về bên mẹ rồi, bây giờ mình mua bán nọ có mình nè. Rồi, thế vậy anh ở dưới Hậu Giang là anh có nhà cửa các thứ rồi hả? Dạ, có nhà cửa đủ rồi anh. Nhà cửa là ở một mình? Dạ. Rồi bây giờ anh cần chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào á? Nói chung á, cần người cũng vừa người thôi. Cũng cao khoảng độ 1m6, 50 mấy, 1m6 cũng được rồi, dễ. Rồi, cao 1m6 rồi. À, nhưng mà người đó mày phải tuổi con ngựa anh? Tuổi con ngựa? Dạ. À. Các tuổi khác không được hết à? Tuổi khác chẳng khi không hợp anh, bị thầy coi là tuổi con ngựa là ở đời mới được. Ờ, vậy là chắc chắn là chỉ có tuổi con ngựa thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tuổi con ngựa gần kề với lại anh là sinh năm nhiêu ha? À, mà mình thì cha mẹ nói là tuổi dần á. Dần chứ ngọ á. Rồi thì... Rồi ok, có nghĩa là tất cả các tuổi khác đều không có hợp, chỉ có tuổi ngọ mới hợp thôi. Đúng rồi. Thì tuổi ngọ thì có 78 là gần kề với anh á, đúng không? 78 hả? Ừ. Là sinh 1978 hả anh? Đúng rồi, là tuổi ngựa. Dạ, 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 dạ. Còn dạ, tuổi 90 dạ. Thì trẻ quá. 90 có tuổi ngựa nhưng mà trẻ dạ, quá. Đúng rồi mà này, trẻ lại mồm lắm á. Ngày rồi à, gì nè. Rồi. À, đấy thì bây giờ cứ cần tìm được cái tuổi rồi ha, còn cái gì nữa không, còn gì yêu cầu của mấy phụ nữ của mình nữa không? Dạ thì cần phụ nữ hiền chút anh. Hiền. Dạ nó đừng có chữ em không chữ mà. Dạ nó mặn mã nó chữ em là em buồn lắm. Dạ rồi. Dạ.
Còn điều gì nữa không? Tuổi tác, vùng miền thì sao? À, vùng miền thì sao? Vùng bạn ấy đang ở đâu thì phù hợp với anh? Dạ, cho địa phương gần gần anh, Cà Mau, Sóc Trăng hay Bạc Liêu gì cũng được anh. Cà Mau, Sóc Trăng. Dạ, cách dài chục cây số là được rồi. Thì đây Sóc Trăng cũng chín mấy cái trăm cây. Rồi, nghĩa là trong vòng bán kính 100 cây số. Dạ, bán kính 100 cây số, 100 mấy cũng được anh, giờ em ế lắm rồi, em giờ em muốn gấp vậy. Nhưng mà bây giờ mà ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì cô ấy chịu theo anh về quê thì được không? Thành phố Hồ Chí Minh anh. Ừ. Mà dạ, chịu mà làm đâu luôn. À, đừng có giàu quá anh ơi. Không giàu quá đúng không? Dạ, không giàu quá, giàu quá là khi dễ em á anh. Rồi. Dạ. Ok, vậy cảm ơn anh Hùng nhiều ha. Thì hôm nay buổi giao lưu đầu tiên làm quen, nếu mà tìm được cái người phù hợp thì sẽ biên tập sẽ làm việc và nói chuyện với anh nhé. Dạ dạ dạ, em cảm ơn anh nhiều. Casting, anh là người tham gia casting. Rồi đây đây, em là biên tập đây anh. À, bạn anh chào em. Rồi. Vâng, chào anh, thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình. Như họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc, quê quán và hiện tại đang ở đâu nhá. Em cảm ơn anh. Chào em. Hiện tại là anh tên là Ngô Bách Cường, sinh 1989. Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1989. Quê quán là ở Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của anh là nhân viên kinh doanh bất động sản cho công ty. Kinh doanh bất động sản đúng không? Đúng. Thu nhập của mình một tháng là được trung bình bao nhiêu ? Thu nhập của mình một tháng là tổng thu nhập tất cả một tháng là từ 12, thấp nhất là từ 12 đến 15 triệu. Rồi, 12 đến 15 triệu rồi. Và hiện tại vẫn đang ở nhà thuê ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không ? Đúng rồi, hết là anh đang thuê nhà. Thuê nhà rồi, ok. Anh là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của anh là một thật thà, siêng năng, chịu khó và trong công việc là vui vẻ hòa đồng á. Còn điểm yếu là anh hơi nhút nhát, còn về với sống cũng là một chút ít lôi thôi điều bộn á. Còn tính cách sở thích của anh là chơi thể thao, công ty mua sắm. Chơi thể thao thì anh chơi bộ môn gì? Anh chơi cầu lông được. Rồi, ok, tình trường của mình đi. Trước giờ mấy mối tình rồi? Nếu mà nói mối tình sâu đậm thì chưa có, còn nếu mà có thì khoảng tầm 2 mối tình, một tình thời sinh viên á, là cũng quen bạn kia hơn 1 năm, nhưng mà do bạn kia quen một lúc 2-3 bạn á, nên cảm thấy không có tính xa được nên anh cũng... và một mối tình khác là bên bạn đấy cũng khoảng tầm hơn năm, thì bạn ấy nhận lời quen thì khoảng tầm 2 tuần sau thì bạn mất, nên từ đó đến giờ cũng chưa quen ai. Đầu tiên là anh đơn phương người ta đúng không? Đầu cũng là đúng. Thời sinh viên hả anh? Cũng là thời sinh viên luôn. Cũng là lúc đó là đi làm rồi, đơn phương người ta quen một đó trong một nhóm phượt á. Cuối tháng quen trong nhóm phượt hả? Đúng rồi. Đơn phương người ta xong rồi bạn ấy nhận lời. Bạn ấy nhận lời quen được 2 tuần thì bạn ấy bị tai nạn khoảng tầm 2019 á. Rồi. Rồi ok. Rồi. Vậy là sau cái thời gian đó là chắc là anh chưa đi, anh có đi tìm hiểu thêm không? Anh có chủ động một chút nào không? Sau thời gian đó thì nhiều khi mình đa số là anh là hơi nhút nhát trước các bạn nữ. Nhiều khi bạn nữ đồng nghiệp bình thường hay là khách hàng nữ thì anh không nhát, nhưng mà khi mình thích người ta thì anh cảm thấy mình nhút nhát, cũng chưa dám chủ động như cái chủ động. Gần như mình đẩy bạn nào là đa số là lúc đó mình biết là có bầu hay là chưa có gia đình
và mình cảm thấy để ý bạn nào, nhưng một thời gian sau thì bạn ấy không thích mình, thôi nhưng bạn ấy có bồ, nhiều khi duyên nó chưa đến hoặc là do anh nhút nhát quá. Rồi bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào anh ha? À, một mẫu người ấy thì nói chung là về ngoại hình thì mình cảm thấy dễ nhìn là được, còn tính cách thì mình cảm thấy là bạn ấy biết đối xử với người lớn, là cũng không có cần xung đột quá, hoặc là cái tính cách ấy, thì mình cảm thấy là bạn ấy chuyên năng chịu khó và nói chung là cảm thấy là cái bạn đó là hiếu thảo, kiếm cho mình dưới là được. Rồi, nói kỹ hơn về ngoại hình đi, tại vì anh em mình sẽ nói chuyện với nhau về ngoại hình trước. Còn về tất cả những cái đức tính này kia thì có thể là để cho các bạn anh chị về tự hẹn hò và tự tìm hiểu ha. Còn bây giờ nói chuyện với nhau trước để mà tìm được cái mẫu người phù hợp nhiều tiêu chí thì cái câu chuyện ngoại hình nó sẽ được đặt lên đầu tiên. Bây giờ anh muốn bạn gái cao mét mấy, chiều cao của anh mét mấy, mặt mũi cô ấy ra sao, tóc tai cô ấy thế nào, cô ấy xăm hình được không? Nói chung là về chiều cao đi, hiện tại là bản thân Cường á là một cao 1m73. Nói chung là 1m73 thì yêu cầu bạn nữ là cũng không mềm nhận. Bạn nữ làm sao, yêu cầu bạn nữ làm sao? Bạn nữ là thấp hơn mình là được à? Không, nhiều khi có bạn nữ mặc mà cao mình thì sợ bạn nữ ngại á. Ok, yêu cầu bạn nữ thấp hơn mình này, còn gì nữa không ta? Tóc, về tóc tai thì để tóc ngắn tóc dài thì mình cảm thấy không quan trọng lắm, còn về hình xăm thì hình xăm chỗ kín ấy, thì không sao. Rồi tuổi tác thì sao hả Cường ơi? Tuổi tác thì mình nghĩ là khoảng từ 25 đến dưới. Alo, alo. Khoảng tầm dưới 2. Nhỏ thì cũng được. Rồi, alo, nhỏ, rồi. Nhỏ tuổi hơn. Lớn hơn 2 tuổi đó. Sao bạn? Lớn tuổi hơn được không? Nếu mà lớn tuổi hơn 1 đến 2 tuổi thì được. Thì được rồi. Quê quán vùng miền. Quê quán thì quê gốc thì mình không nói đến, nói chung nhà ở thì khoảng tầm khu vực miền Đông Nam Bộ là được. Tức là rồi. Nhà bố mẹ là khu Đông Nam Bộ là được. Còn xa miền Trung miền Bắc thì cũng không sao, nhưng mà ưu tiên là khu vực miền Đông Nam Bộ. Anh yêu xa được không? Yêu xa tức là nhà gái là ở vùng khác hay là bạn ấy làm sinh sống và làm việc ở vùng khác? Đúng rồi, có thể bạn ấy không ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là khu vực Đông Nam Bộ là được à. Thì mình hôm nay năm nay cũng 34-35 tuổi rồi á. Nên rồi. Cũng gọi là muốn tìm hiểu để mà tiến đến hôn nhân á. Thì rồi. Ví dụ như bạn ấy làm việc ở khu vực Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu đều được. Còn okay. Như xa quá miền Bắc miền Trung thì cũng đi lại cũng khó, nhiều khi tháng gặp một hai lần thì mình cảm thấy cũng ít, để chưa đủ để tìm hiểu nhau nhiều. Rồi okay, ok ok, cảm ơn anh Cường nhé. Có gì thì chương trình tìm người phù hợp sẽ liên hệ lại với anh Cường. Dạ dạ rồi, cảm ơn. Dạ ok.